Xin chào cô chú. Lena sao thôi, Lena Lena Vicky si ba con hai con ba ba năm. Lena Lena sao con bốn sao con bằng 10 á. bằng 10. Lời là một khó không, lời một không một một không chín bằng bằng 10. 10 cộng 9 bằng 10, đúng luôn. Rồi Lena học lớp mấy, trả lời luôn nha. Elena học Elena học lớp 1. Làm sao luôn à, nói gì mấy con đó làm sao? Con mấy con đó ai mua nè? Em Elena có em không? Nói gì đó. Lena có em. Vậy đó. Em Lena nhiêu tuổi rồi luôn? Lena 6 tuổi, Lena em 4 tuổi. Em trai Lena 4 tuổi, nói gì? Em trai Lena 4 tuổi. Đâu rồi em, đâu rồi? Em quay cái mặt của em coi. Đâu rồi, em trai của Lena là ai? Đâu rồi, ai đứng dậy không ta? Coi thử em trai của Lena là ai ta? Đó, em trai của Lena tự động này đó. Đó. Rồi em trai chào cô chú nha em trai. Xin thưa cô chú. Rồi em nói tên đợt này luôn đi. Em tên. Ừ, em tên gì? Em tên Tim. Rồi tuổi luôn. Bum. Em muốn tuổi. Con đó là ai mua nè? Papa. Papa mua hả? Đẹp ha, đưa lên mau con, đưa con cho cô chú nhìn. Con này nè, đi siêu thị rồi gặp mua. Này. Cái này luôn hả? Ừ, cũng đẹp ha, họ làm họ thiếu, họ làm giống nít chơi. Ừ. Rồi em trai nè, đang quay em trai tới nhìn nè. À, đẹp ha. Rồi Lena biết làm toán hả? Toán. Dạ, Lena biết làm toán. Trời ơi, biết luôn ha. Rồi em trai biết làm toán chưa em trai? Em chưa biết làm toán hả Tim? Em còn nhỏ mà sao mà em biết được? Okay, dann ich stelle dir jetzt eine Frage. Was ist 1 plus 1? 1 plus 2. Ja. Und was ist 2 plus 2? 2 plus. Ja. Ja. Ja, em nói đúng đó. À, em nói đúng đó. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4 rồi. 2 plus 3. 2 plus 3. Guck, 3. À, guck, 1, 2, 3. Guck mal, 1, 2, 3, 4. 6. Genau. Und was ist 5 plus, das hast du ja schon gesagt, was ist 8 plus 2? 8 plus 2. Guck mal, du hast 8 und kriegst noch 2 dazu. 10. Ja, Tim biết toán luôn kìa. Đó không? Nãy giờ là phát không có bài nha, nhưng mà chắc là học từ Lena đó, Tim biết làm toán sơ sơ rồi. Ổng học từ chị của ổng. Hai đứa nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức á. Chị có nói với Phát là nó nói tiếng Việt á. Nó đang làm toán tiếp nè. Đúng rồi. Ok, guck mal, Tim, du hast 2. Und noch ein. Em hát bài gì nữa đi.
Không biết. Ba ba làm việc sắp xong chưa? Không. Đâu làm việc chưa xong hả? Mai em có đi học mẫu giáo không Tim? Dạ. Mai học mẫu giáo một ngày nữa thì sao? Không biết. Nãy giờ đàng hoàng. Dạ không biết. Mai em học mẫu giáo một ngày nữa là cuối tuần đó. Giống như papa đó. Biết không? Cứ thú. Ừ. Được được nghỉ hai ngày đó. Thứ bảy với lại chủ nhật. Không, không phải lúc nào em hỏi ăn bánh anh hai. Mama. Ừ. Mama tôi. Mama ơi. Lát nữa mình ăn bánh được nha. Nhưng mà lát nữa hồi trưa em có ăn kem chung với ba chứ? Không. Hồi trưa không ăn kem chung với ba. Chị nào cũng ăn kem với ba luôn hả? Chứ ba ăn một mình đó hả? Dạ. Sao mama nghe ba gọi lên nói em xuống mà. Papa ơi. Giờ sẽ được cái số mama. Mình thật cần cho nó papa ăn thêm miếng hạt. Nghe hả? Nói papa có lịch, có cuộc hẹn, nói vậy đó. Cho nên papa ăn vội, ăn kem hả? Dạ. Ăn lát nữa, papa nói là nói mama cho em với chị ăn sau hả? Đúng không? Không, ăn thêm mất mình. Mình ăn tối là papa ăn kem một mình đó hả? Ăn trưa chứ? Kem à? Dạ. À. Em thích ăn kem gì mama quên rồi Tim? Kem. Ừ. Thích ăn kem apple. Ăn kem dâu. Dạ. Rồi ăn kem dâu gì nữa? Kem dâu với kem gì? Cookies. 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 Rồi sốm size. Rồi sarsaparilla. Sarsaparilla hả? Dạ. Đập tay nhỉ à? Còn. Rồi em ngày mai em đi học mẫu giáo em ăn sáng nhiều không Tim? Sáng nay hồi sáng nay em ăn sáng ở trường mẫu giáo em ăn gì? Ăn mứt hả? Mứt với lại bánh mì sandwich hả? Không quýt. Quýt nữa hả? Em ăn sáng ở trường mẫu giáo có quýt hả? À, em ai luộc vỏ quýt cho em ăn? Cũng luộc mạnh. Cái đó là người ta luộc sẵn cho mình hả? Không. Chứ sao? Không luộc. Thế cái đó luộc rồi. À, cái đó người ta luộc sẵn cho mình rồi hả? À, rồi em ăn mấy miếng quýt tim? Ăn 5 miếng à? Dạ. Tạm biệt cô chú hả? Tạm biệt cô chú. Rồi hôn môi gió đi. Cái hẹn cô chú video tiếp theo không? Dạ. Hẹn giờ. Rồi phát tạm biệt các bạn nha. Rồi, cười một cái coi. Cười, em cười chưa? Quay tóc đằng sau cho mai nhìn coi nè. Thắt tóc cho bà nè. Quay đằng sau á. Hơn vậy cũng được. Cắt tóc ngắn nè. Rồi giơ tay lại nè.